Đây. Phần 1 chúng ta đã làm được đến đây, tức là từ chúng ta có header, chúng ta có navigation, chúng ta có article đầu tiên là gồm các cái banner. Và ở đây chúng ta chuẩn bị làm article tiếp theo là gồm 3 phần và phần footer. Thì chúng ta đang xem cái file mẫu ở đây. Đó, thì chúng ta đã làm được đến trên này, menu rồi, banner rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn chúng ta làm phần article dưới này gồm 3 phần. Phần 1 là cái tab vậy, thiết kế được như vậy luôn. Phần thứ hai là hàng mới về. Phần thứ ba là cấp giải thưởng và cuối cùng phần footer. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào cái phần hướng dẫn phần tab ở đây. Thì theo như cái loạt bài đầu tiên thì tôi đã hướng dẫn chúng ta cắt, thì cái loạt hình chúng ta cắt để chúng ta làm được cái phần dưới này, thì chúng ta cắt cái hình này. Và chúng ta thấy khi đưa mouse vào đây nè, đưa mouse vào thì thứ nhất là nó có mũi tên, có đường gạch chân, thứ hai là có mũi tên này nó đang mờ thì đưa mouse vào nó thành mũi tên đậm. Và có một cái đường viền ở đây để xài cho mấy cái hình trang này. Và hai cái mũi tên trái phải hình minh họa và cái banner trên này, cái tiêu đề này. Thế thì ở đây tôi đã cắt rồi, hôm nọ cái loạt bài 1 đã hướng dẫn chúng ta cắt rồi, chúng ta xem lại nha. Chúng ta có hình email để dành cho cái khu vực tab nè. Chúng ta có đường viền nè. Chúng ta có hai mũi tên mờ, mũi tên đậm này. Và chúng ta có hai mũi tên đỏ, trái quả phải và cái tiêu đề. Coi như hình chúng ta có đầy đủ nhé. Bây giờ bắt đầu vào Dreamweaver chúng ta sẽ thiết kế. Thì theo như bước trước, cái phần trước thì chúng tôi đã nó hướng dẫn ở đây. Giờ chúng ta có cái article thứ hai và trong này chúng ta gồm có 3 section. Đấy, thì mỗi một section này thì mình đã design cho nó. Chúng ta có thể xem ngay đây cho nhanh. Mỗi một section này chúng ta đang có chiều rộng là 310. Rồi, với chiều cao là như vậy. Và tí nữa nhiều ít gì chúng ta có thể gia giảm hoặc chúng ta bỏ chiều cao. Rồi chúng ta plot left để chúng ta có ba deep sát nhau và ba cái section nằm kế cận nhau, và chúng ta có padding left tức là đẩy độ dữ liệu mình cho vào nó sẽ cách khoảng từ cái bờ lề vào 10 17 pixel. Rồi ha. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta tạo tab ở chỗ này. Thì mình để chỏ vào trong section thứ nhất và chúng ta insert tab ở trong Dreamweaver họ cho sẵn cho mình. Chúng ta có insert sprite và chúng ta chọn ở đây là tab mà tab panel. Thì mặc định nó cho mình trước hai tab như thế này. Thì chúng ta có thể test. Đây. Tab 2 thì nội dung 2, tab 1 nội dung 1. Thế nhưng mà bây giờ mình mặc định thì mẫu nó như vậy thôi, nhưng mà bây giờ sao mình style cho đúng cái thiết kế của mình. Như bên Photoshop chúng ta thiết kế thế này. Và chúng ta xem file mẫu là mặc định thì nó là màu đỏ. Đó, cái trang nào đang là hiện hành á, cái tab nào hiện hành, nội dung hiện hành thì cái tab này màu đỏ. Và cái những cái tab mà chưa có đọc thì nó là màu đen. Thì khi đưa mouse vào thì nó là màu đỏ mặc đô như thế này. Kích vô thì nó đúng không? Mình thấy là cái nào active thì nó màu đỏ, cái nào không thì nó là màu đen. Khi hover vô được chưa, thì chúng ta làm sao làm thiết kế được như vậy và nó không có một cái nền mắc ra màu xám thì chúng ta đang có ở bên kia và không có đường viền luôn, chỉ có một chút cái đường viền phía trên. Để làm sao mình style được như vậy thì chúng ta sẽ xem ở đây. Thì sau khi mình có nội dung tab 1 rồi thì chúng ta thấy rằng chúng ta có hai cái tab. Chúng ta tab thứ nhất chúng ta có cái gì, chúng ta mở Photoshop lên, tôi muốn có cái chữ công ty đúng không, thì một là bạn gõ, hai là bạn auto select layer vào và bạn double click vào đây, bạn chọn chữ, bạn copy qua. Rồi tại Dreamweaver thì chúng ta sẽ để vào trong chỗ này, tắt cái design đi ha, để chế độ design. Thì đây là cái là nội dung tab 1. Khi bạn quét ở đây thì nó sẽ bôi ở dưới này cho mình. Đây bạn cần Ctrl V vào. Đó. Thì chúng ta có chữ công ty nằm ở đó. Đâu rồi? Để tôi undo lại xem chuyện gì. Undo đi xuống. Refresh ha. Kệ nó, bây giờ để tôi sẽ đưa vào đây cho tính. Nó bị nhảy lên trên này. Undo lại thử nha. Đó, thì đây là section mình chưa chèn này nha, bây giờ mình chèn đi. Mình bật qua đây cũng được đây, và đây là tab. Nha, insert một tab vô. Rồi.
Mình đi sang đây, article nè. Đó, deep tab đúng không? À, và chúng ta có tab 1 ở đây và đổi cái chữ tab 1 này bằng chữ công ty. Rồi, mình refresh để mình xem. À, nó chạy lung tung kệ làm sao. Bây giờ mình sẽ tiếp theo cái thứ hai là hướng dẫn mua online. Đấy, bạn nick vào đây. Chúng ta lấy cái chữ này. Chúng ta cứ đổ nó vào đúng suộc rồi chúng ta sẽ sửa. Đây là tab 2. Bỏ này vô. Rồi. Rồi ha, bạn test thử coi có vấn đề gì. À, trong thiết kế thì nó nhảy vậy thôi nhưng mà đây vẫn nằm đúng chỗ cho mình ha. Đó. Rồi, ở công ty thì chúng ta sẽ chèn một cái hình. Đây, xem công ty mình chèn cái hình này và dán chữ này. Thế thì cái chữ này tôi sẽ cũng phải click vào đây để tôi lấy ha. À, thoát ra khỏi chế độ text rồi chọn lại vào đây. Rồi, tôi double click vào đây, edit copy cái nhóm text này. À, bây giờ tôi sẽ vào trong đây tôi sẽ chèn ra một cái hình. À, và bên này là một cái đoạn paragraph ha, hoặc là những cái URL. Vậy thì tôi có thể tạo ra một cái hình và một URL nhé. Rồi, chúng ta sẽ về đây. Đây, trong nội dung đây ha, nội dung số 1. Đấy, thì bạn sẽ lấy lại insert. Bạn sẽ insert email, chèn vô một cái email. Hoặc là bạn nick qua đây này, comment nó nói rồi đúng không? Đang để chế độ like nó không cho xài ha. Đó, rồi. Comment chúng ta insert email. Chúng ta lấy cái hình ở bao của chúng mình vô. Ở bao icon hồi nãy mình đã thiết cắt rồi, đâu đây ha. Đấy, bạn chèn vào đây tí xíu nữa chúng ta sẽ style cho nó nằm gọn bên tay trái. Đấy, delete này đi. Đấy, thì chúng ta có cái hình nằm đây. Rồi tiếp theo ở bên cạnh, tôi sẽ mở cái nhóm chữ này vô. Bây giờ chúng ta đang có như vậy. Thì hôm trước mình có học rồi. Thì làm sao để cho anh này nằm gọn mà chữ nó tuôn lên trên đây nhá. Thì cái email này tôi sẽ style mở một cái class. Follett đi nhé. Rồi thì tôi sẽ viết cái Follett này, tôi viết vào đây nhé. Thì Follett tôi viết chung, viết để xài chung cho tất cả mọi cái nơi nào chúng ta cần Follett nhé. Thì cái Follett này bây giờ tôi sẽ nói rằng cái ảnh này nằm về bên tay trái cho tôi apply, chúng ta sẽ thấy text nằm bên cạnh nó nhảy lên đây. Rồi thì cái này thì cái hình khi mình cắt á, đó, cắt ảnh binz ở trong suốt là một, thứ hai nữa là nó đang cách cái khoảng cái chữ u chữ s này này một khoảng cách vừa phải rồi, cho nên mình không cần phải đẩy margin padding gì nữa ha. Thì chúng ta chỉ cần flat left thôi đủ rồi. Ok, số tiếp theo là tôi muốn cái phần giới thiệu công ty này nó là những url. Để xem, mình cần url, tôi cũng không nhất thiết phải làm url ở đây. Thì tôi có thể cho nó xuống là những cái link thôi được rồi. Thì bây giờ ở đây ha, bạn sẽ giới thiệu công ty, bạn enter xuống dòng. Xem nào, shift enter xuống dòng ha, bạn break nó xuống. Rồi, cơ hội nghề nghiệp break tiếp. Hệ thống ngân là chi nhánh là break tiếp ha. Và tôi trong cái đám này thì đây tôi đang có là một cái tag này nó đang là một. À, nó chưa được bỏ cho một cái paragraph nào hết. Thì đây tôi tạo một cái p và tôi tới đây là tôi đóng cái paragraph của tôi lại. Thì vậy thì chúng ta có một paragraph, trong đó chúng ta có nhóm text này. Thì mỗi một cái text này bây giờ có link đó, thì ví dụ như là click vào đây thì tôi giới thiệu, tôi mở sang trang giới thiệu chấm đó, vậy đó. Rồi phương châm bán hàng, tôi mở trang phương châm bán hàng ví dụ như vậy chấm. Rồi cơ hiệu nghề nghiệp hay là tuyển dụng ha, hay là chọn link sang trang tuyển dụng. Rồi hệ thống chi nhánh, link sang trang chi nhánh. Rồi chúng ta đang có ba cái link như thế này. Thì những cái link ở đây chúng ta xem là sai, chúng ta ở đây cái này là sai 14 regular đúng không? Rồi về bên này bây giờ chúng ta thấy là mặc định chúng ta đã style trên body là 14 rồi.
Giờ việc của mình là chúng ta sẽ cho tách mà có link này này, không còn cái màu này nữa, và có cái đường viền và có mũi tên đằng trước. Thì chúng ta sẽ để chọn vào trong cái thẻ A này và chúng ta style ở đây. À, thì chúng ta thấy là nó chạy rất là nhiều như thế này, thì chúng ta có thể để tới từ cái chỗ tab thôi. Đó. Ví dụ như nội dung ở trong cái tab này là khi mà hiển thị ra mà nằm ở trong một paragraph mà có cái link thì chúng ta làm gì? Chúng ta vào đây. Mình nói đầu tiên là không phải màu xanh nữa, tôi lấy một cái màu xám xám, sau 66 ở đây chúng ta apply ta xem này. Được không? Không gạch chân nữa, apply này, được chưa? Rồi bây giờ tôi muốn đưa cái mũi tên vào, tôi vẫn chưa có lấy block, tôi cố tình cho bạn thấy là cái quan trọng của cái block. Tôi sẽ lấy image và đưa cái hình mũi tên màu nhạt vào, mũi tên đen màu nhạt. Đây ha. À, thì tôi nói là no repeat, chúng ta apply chúng ta có thấy không? Đúng không? Không thấy. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn tận display lock là nó thấy liền đây, display lock. Thì nó tạo khối ra thì chúng ta sẽ thấy, nhưng mà do nguyên cái này là chúng ta ba ráp này ban nãy mình chưa có plot lab, tại vì vậy nó sẽ nằm lọt xuống dưới một cái hình lót lép bên dưới. Xíu nữa chúng ta sẽ trở về cái ba ráp chúng ta định dạng thêm. Thì ở đây chúng ta đang có một cái deep này lock, và nếu hồi nãy mấy bạn mà không repeat, không có chọn là no repeat thì chuyện này xảy ra đúng không? Đó. Thì cái hình của background của cái A này này nó lặp lại liên tục từ trái sang phải, cho nên ở đây tôi nói no repeat. Đó. Thì chúng ta thấy nó nằm phía đầu này thôi. Nhiệm vụ còn lại là mình cho các ba ráp này gọn vô ha. Vậy thì bây giờ tôi sang cái ba ráp này. Ba ráp hồi nãy là chúng ta chưa có giống đúng không? Thì chúng ta có thể lấy cái class plotlet vô. Đấy. Được chưa? Thì khi mình plot left, cái này plot left, cái này plot left thì hai đứa nằm cạnh nhau, còn nếu không plot left thì anh này nó nổi lên thì cái bar graph bên cạnh nó sẽ lọt xuống xuống khe dưới thì chúng ta đã có đây. Vậy thì cái A này chúng ta quay về cái A tiếp. À, cái A này khi bạn đưa ảnh background vô đúng không, thì nó đang nằm ở đâu? Nó đang nằm mặc định ha, nó đang nằm góc trái và ở giữa, tôi chọn center nha. À, của ngay cái khối A này. Rồi bây giờ tôi sẽ đẩy padding vô, tức là từ cái đường biên này đẩy cái chữ nuôi vô để lộ cái background mũi tên ra. Vậy thì tôi sang bốc. Thì tôi biểu là padding bên trái vô dùm tôi 15 pixel. Đúng không? Đó. Thì khi chữ nó đẩy vô thì background nó ở lại, chúng ta mới lộ được cái mũi tên này ra. Rồi đây là mỗi một cái A này, đấy, nó đang có một cái khoảng trống này này, rất là xa đúng không? Thì bạn có thể cho nó mỗi một này, nếu mà bạn thấy để rộng rãi vậy thì nó không nói gì, nhưng mà nếu chúng ta muốn cho nó bớt lại thì chúng ta sẽ vào đây. Ví dụ tôi nói là phía trên là 2 thôi, bên dưới là 2 thôi, apply thử. À, thì ở đây nó một có a display. À, do mình có thêm những cái break, hồi nãy chúng ta break á, xíu nữa mình bỏ hết break đi thì nó sẽ xuống dòng cho mình. Để xem bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi ra ngoài. À, tôi sẽ ngắt hết những cái break này đi ha. Đó, xóa break. Lúc đầu mình break để cho mình thấy nó xuống dòng. Và khi mình display lock thì tự động nó xuống dòng. Và chúng ta không cần break, vậy thì nó sẽ ngắt xuống như vậy. Thì lúc này mình cái paragraph cái A này bây giờ mình mới định margin thì nó mới là chính xác đúng chưa? Thì bây giờ tôi về lại đây và margin ha. Tôi nói margin trên dưới đi ha, là trên xuống 5, dưới xuống 5, apply được chưa, thì nó sẽ có những cái khoảng cách vừa phải cho mình. Rồi bây giờ khi mà tôi hover đúng không, khi đưa mouse vào thì cái này nó có màu, chúng ta xem mẫu. Khi đưa mouse vào thì nó có màu đậm hơn, có gạch chân và cái mũi tên này đổi, làm sao làm được chuyện đấy? Thì chúng ta sẽ để chọn vào cái A và chúng ta vô đây, chúng ta cũng lấy lại cái tab cuối cùng này thôi, bỏ hết phần trước, và ở đây chúng ta ghi chữ 2.hover. Rồi chúng ta tha hồ, bây giờ tôi muốn là khi đưa ma vào có gạch chân và màu chữ thì sẽ đậm hơn, đậm hơn một mức hoặc là nhiều mức thì tùy theo mình. Để tôi cho một hơn một chút xíu, và tôi muốn thì nếu thích mình muốn bold lên một chút cũng được. Rồi
mũi tên nó sẽ đổi sang mũi tên đậm hơn thì bạn sang background. Thì A mình lấy mũi tên nhạt, A hover, tôi lấy mũi tên đậm. Đây. Hai mũi tên này chắc chắn em phải làm cho kích thước bằng nhau ha. Thì tôi cắt nó bằng nhau 12 12 vuông. Rồi, tôi cũng no repeat. À, tôi ok. Bây giờ chúng ta sẽ test. Đây. Đúng không? Đưa màu vậy. Đấy. Thì có thể là tôi không muốn bold, nó chỉ muốn nó đậm nên là đủ đẹp rồi. Bold lên thì hơi bị nặng quá, hơi sốc quá, cho nên tôi sẽ bỏ bold. À, đây, delete cái bold này đi. Đó, thì bây giờ nó nhẹ nhàng thế này thôi. Đó. Vậy là tôi đã hướng dẫn xong cái phần công ty, bây giờ tôi bắt đầu sang cái phần hướng dẫn mua online. À, chúng ta sẽ lấy nội dung hướng dẫn mua online. Thì cái này chúng ta có thể lấy một nội dung ở trong file hướng cho thêm, hoặc là chúng ta lấy nội dung text nào đó ở trên mạng có. Thì ở đây tôi sẽ lấy cái này, hay là công ty người ta đưa đó, công ty người ta nói hướng dẫn mua online thì mình sẽ làm bao nhiêu cách. Thì ở đây là tôi chỉ là những cái nhỏ thôi, và khi mình nick vào những cái thông tin trong này, ví dụ xem bị tham tiếp á, hay nick xem tiếp là sẽ vào nguyên cái trang hướng dẫn mua online để cho thể hiện được chi tiết của nó. Còn đây là chúng ta giới thiệu, vậy thì tôi sẽ sang bên đây và để đổ nội dung vào cho cái tab thứ hai. Thì chúng ta kích vào con mắt nha, nick vào con mắt của cái phần tab thứ hai hướng dẫn mua online, và nó đổi sang cái content 2 ở đây, và chúng ta đổ nội dung ở trên này cũng được, đổ nội dung ở dưới này cũng ok. Thì tôi đổ nội dung ở trên. Đấy. Thì chúng ta có một cái paragraph và các cái chữ nó được luôn ở đây thế này. À, ở đây thì tôi muốn bỏ bớt cái div này đi, để ta đôn dưới đi, undo lại ha, để lên trên thì nó thả ra những cái format mà mình không có thích, mình không muốn quản lý những cái path đó. Thì chữ nó sẽ làm như vậy, sau đó phải tùy theo mình, mình muốn style nó bao nhiêu là quyền theo mình. Thì ở đây tới đây gọi điện thoại qua tổng đài, hay là tôi ship enter ví dụ như vậy, rồi đặt hàng ship enter. Rồi bạn có thể, nếu mà đây bạn có thể cho nó một cái link đúng không, ví dụ như xem tiếp, xem chi tiết ha. À, xem chi tiết mà tôi muốn nó là khi bạn enter xuống dòng thì nó tạo một cái paragraph này đúng không, và tôi muốn nó giống bên tay phải thì tôi làm nhanh cho nó lẹ ha. Ở đây tôi mới lấy ở đây một cái là align. À, rồi thì cái chữ này nó sẽ nằm qua bên bên tay phải. Rồi cái chữ xem chi tiết này tôi link đúng không, để kích vào nó sẽ link đi trang là hướng dẫn online đúng không, thì tôi ghi là hướng dẫn online.html. Dạ, thì nó sẽ có cái link như thế này, và do nó nằm trong một cái dạng tab phải tự động nó có mũi tên, thế mình có thể tận dụng cái style này cũng ok. Vậy thì tôi đây sẽ thêm một cái ở đây là mình muốn cho nó ngắn lại, tại vì mình ba ráp mình ở line right rồi đúng không, chỉ chữ làm đây nhưng mà về phải làm đây cơ. Thì ở đây mình có thể định một cái chi tiết class chi tiết đi ha. Rồi. Rồi chúng ta sẽ để vào chi tiết và chúng ta style cái chi tiết này một chút xíu. À ha, thì chi tiết chúng ta có thể xóa hết phía trước. Đó. Như thế này thôi. Rồi. Trời sẽ nói rằng nó đừng có làm dài như thế, làm ngắn lại. Thì tôi cho anh chàng này là rộng khoảng 100 trước đi. Apply để xem ha. Đó. Rồi, lot right đúng không? Nó sẽ chạy về bên tay phải. Và paragraph mình có thể không muốn cho nó xuống dòng nhiều ở chỗ này thì bạn có thể cho cái này bằng không, thì nó sẽ sát lên cho mình một chút. Rồi. À, bạn muốn cái này khi mà đưa mouse vào hay chi tiết mình cho cái màu khác tí cho đẹp thì chúng ta có thể thêm ngay ở đây. À, cho cái color. Đấy, bạn lấy một cái màu xanh xanh cho nó là lạ, nó dễ thấy cũng được. Thì vậy là đây là nó đang là nằm trong gì đây? A. À, class này tôi không muốn nằm đây mà class thì tôi cho vào A nhé. Vào A đi.
Thì cái chữ của tôi nó có link, nó sẽ là màu xanh luôn được không? À, là chi tiết. À, nó đang ưu tiên cái trước đó, cái ba cái A trước đó. Vậy thì nếu bạn không thích, bạn có thể cho bạn này không có P thì nó sẽ không bị ảnh hưởng. Nó chỉ là A không thôi. À, thì chúng ta sẽ có cái xem chi tiết A ở đây. Rồi. Thì bạn muốn đưa mouse vào có chuyện gì thì chúng ta sẽ A hover. Đó. Chi tiết 2 chấm hover. Xem hiểu không ha, không hiểu thì mình sẽ lấy lại. À, khi hover em đổi một cái màu khác, ví dụ màu đỏ đỏ đi. À, mình test coi. Hướng dẫn online đây. Đây ha. À, thậm chí mình cho style nó bé xuống một chút. À, đây là cái chi tiết của mình, là mình có thể cho font size. Đó. Font size 12 thôi. Đó. Xinh xinh như thế. Đây và đây. À, bây giờ bắt đầu mình set style. Save lại một cái. À, lúc này nó sẽ lưu thêm một file CSS và file JavaScript cho cái tab của mình, bạn ok cho nó. À, bây giờ làm sao mình sẽ định dạng làm sao cho nó không có background màu xám, không có đường viền màu đen sậm như thế này. Chúng ta chỉ có đường viền bên trên thôi, và đường viền đó là cái hình của mình. Rồi cái này màu đen, cái này màu đỏ vân vân ha. Thì chúng ta muốn vậy thì chúng ta sẽ đi lên đóng cái phần default này lại, chúng ta thấy được cái CSS tab chúng ta vừa mới lưu. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy đây là tab panel nguyên cái thiết kế của mình, nó đang độ rộng 100% đúng không? Dữ liệu tràn thì nó ẩn đi. Bây giờ tab group là nguyên cái group này nó đang có margin bằng 0. Đây là từng tab một, background đang màu xám. Thế thì tôi muốn background của mình không phải màu xám mà màu đen. Đây bạn xem đây, à, màu mặc định là màu đỏ đúng không? À, để xem tab tab hover mặc định là bác thì tab hover vô chúng ta lấy màu đỏ mặc đô, màu đỏ sậm, màu đỏ này. Rồi. Đấy là cái tab selected là khi chúng ta cái tab mà được chọn ấy, à, thì ban nãy mình tab được chọn là vậy, là cái này cái tab này là màu đen nhé, à, mặc định là màu đen. À, thì cái tab nào được chọn ấy, để hiện hành ấy, thì nó là màu đỏ. À, màu đỏ bớt sốc chút đi. À, tôi sẽ vào đây. Màu đỏ tươi nó sốc quá, tôi lấy đỏ vừa vừa thế này ha, hơi hơi sậm sậm vậy. Hoặc là mình chấm cái đỏ này ha. Ở đây mình có quyền ra chấm này, thì mình muốn thích màu này, thích cái đây cái thì nó sẽ lấy đúng màu này ha. Rồi tiện thể chúng ta style cho cái text. Cái tab này là hai cái chữ này có link hết, và link nó đang chữ màu đen thì bạn sẽ link cho nó màu trắng. Đó. Tab selected color màu trắng không gạch chân. À, mình sẽ tắt đi và mình xem lại. Rồi, tab hover, tab selected, tab link. Rồi, bây giờ tạm thời qua background đi. Cái content group nguyên dưới này chúng ta đang có một cái background màu này, màu xám xám, thì tôi bảo cho tôi màu trắng hoặc là không màu. Đấy ha, và đang có đường viền thì bạn double click đi. Thì cái đang có đường viền rất là nhiều. À, thì tôi không muốn đường viền. À, thì tôi bỏ hết đường viền đi, delete delete ở trong này thì nó sẽ xóa code. À, save all. Rồi xóa hết luôn. À, nhưng mà tôi muốn background, chúng ta sẽ xem bây giờ nó không có đường viền. Mà tôi muốn background là cái đường viền của tôi nằm phía bên trên này. Thì content group nó nằm hết ở khu vực đây. À, thì tôi muốn phía trên nó có cái đường viền của tôi. Thì tôi có cái background hồi nãy chúng ta cắt là cái hình này. Đây. À, bây giờ tôi cố tình tôi apply để chúng ta thấy nè, à, đường viền nó nằm ở đây, nằm chạy hết. Thì tôi nói là no repeat. À, thì nó có một cái ở trên này thôi. Thì có thể là mình cắt cái đường viền nó hơi hơi nhỏ, chúng ta có thể lấy cái đường viền biết cắt lại đường viền cho nó dài ra đây. Rồi. Vậy thì chúng ta đã mình có thể bỏ background màu trắng này đi luôn được. Màu trắng thì là background của thiết kế của mình rồi, không cần màu trắng luôn.
Rồi chúng ta test thử. Chạy bằng Chrome. Đây, à, cái chữ nó chưa đổi màu cho mình đúng không? À, thì đó, cái tab mà hiện thành này màu đỏ. À, giờ còn cái chữ màu đen nữa là xong ha. À, cái chữ mình cho thì màu trắng nữa là xong, và chỗ khu vực này mình có thể style cho nó gọn lại. Rồi. Ví dụ như hồi nãy chúng ta đang cho cái chiều cao của cái section này nó cố định, cho nên dữ liệu nó sẽ tràn ra. Thì cái section này bạn nếu cần bạn thử bỏ bắt cái chiều cao đi luôn nha. À, thì tự động nó sẽ nội dung bao nhiêu nó giãn xuống chứ nó không bị cứng nhắc nữa. Rồi, hồi nãy hôm trước tôi phải cho vô để cho chúng ta nhìn thấy không có cái section đó chia ba là bao nhiêu ha. Còn bây giờ khi mà tôi bỏ đi thì chúng ta thấy nó chỉ có bao nhiêu thôi, vừa đủ cái chữ thôi, nhưng mà khi dữ liệu mình bỏ đến đâu thì nó sẽ giãn đến đó. Giống như cái tab này, chúng ta chèn vô thì dữ liệu nó tràn tới đây thì cái chiều cao tự động nó giãn xuống. Tiếp theo thì bây giờ tôi muốn style thêm cho cái chữ này nó ra màu trắng, ví dụ như cái tab này. Tôi sẽ bắt ra màu này, tôi vào đây tôi cho chữ màu trắng đây. Chúng ta sẽ thấy chữ màu trắng ngay, thì mặc định nó là 0,7 em, nếu đồng ý thì để, hoặc là bạn tăng lên hay giảm xuống quyền mình. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đến phần bo góc. Thì trong thiết kế của mình chúng ta có bo góc vậy cơ, bo hai góc trên và hai góc dưới thẳng. Thế thì bây giờ của mình chưa có bo, của mình mới làm ra là như vậy thôi, chưa bo. Bây giờ mình muốn bo góc trên thì chúng ta sẽ vào phần tab đây. Thì mỗi một tab chúng ta đang có border bottom này đúng không? Thì tôi sẽ bỏ cái border, tôi không muốn dùng border vào đây nữa. Thì tôi sẽ bỏ đi, không có border màu gì hết, bỏ hết border. Rồi thì tôi sẽ đi qua cái file này, thì muốn đi qua cho nó nhanh thì chúng ta sẽ đi tìm tới cái tab này để trỏ vào đây. Đợi một chút nó lên cái biểu tượng đánh dấu này và chúng ta click vô, chúng ta sẽ chọn tới đúng vào đây, click qua thì code nó sẽ chạy qua đến đúng cái vị trí đó cho mình. Đó. Thì ở đây tôi muốn thêm vào cái tab này hai cái, một cái bo góc nữa, thì tôi lấy border radius, tôi cho là ở góc trên tôi bo khoảng 6 pixel, bên tay phải trên cũng cho 6 pixel, hai bên dưới là 0,0. Rồi bây giờ tôi sẽ save, ta chạy ra ngoài xem thử. Đây, nó bo góc đúng ý mình, 6 pixel. Chúng ta có hai cái tab như thế này. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó hơi xấu ở đây một chút xíu. Thì thiết kế của mình đó, là cái thiết kế này là 14 pixel, nhưng mà cái chữ này nè, mặc định là 0,7 em, thì bạn cảm giác cái tiêu đề nó là nhỏ hơn cái nội dung. Do vậy thì một là bạn cho nội dung nhỏ lại, hai là cho tiêu đề lớn lên. Thế thì trong thiết kế mình đó, này chữ này nó để bao nhiêu thì bạn thoát ra bạn xem thử. 14 đúng không? Vậy thì nếu bạn một là bạn để 14 cho nó đúng chính xác như thiết kế, hay là bạn tính cái số em nó lớn lên. Thì ở đây tôi đang có 0,7 em. Ví dụ bạn coi thế nào thì lớn hơn ha, tôi cho nó là 1. Thì nó lớn như thế này đúng không? 0,8. Như vậy là vừa ha. Hoặc là bạn mở ra bạn chọn 14 pixel. Chúng ta có một cái như thế này. Đó, bên này. Một cái tab rất là đẹp, đúng thiết kế của mình. Chúng ta thêm lại lần nữa. Đó. Đúng không? Cái đường viền là chúng ta có thể cắt cho nó chạy dài ra đây. Thì tôi có thể sửa cái đường viền một chút xíu. Một là bạn cắt, đúng không? Bạn cắt lại ở đây. Đó. Hai, thôi tôi giờ cắt đây là chính xác cho mấy bạn. Tôi sẽ tắt background này đi. Rồi, tắt background này nữa. Đó. Rồi lúc này mình sẽ cắt. Cắt bằng công cụ này. Đó, nó sẽ dài ra đây, nó sẽ dài hơn. Rồi, tắt background đi luôn để mình xuất BNC ra, chúng ta có một cái đường viền.
À, hồi nãy mình chưa đặt tên. Do vậy giờ mình sẽ chọn PNG và mình chịu khó đặt cái tên. Đó. Bây giờ tôi sẽ đứng bên ngoài đúng không? Chỉ đứng ngoài tự động đưa hình vô đặt tên đây nè. Đường viền cho tab. Save. Và tôi sẽ về lại đây, tôi định dạng lại đường viền của cái tab này. Là ban nãy chúng ta đưa đường viền vào trong content group. À, thì bạn sẽ đổi cái content group này bằng cái đường viền tab của mình vừa mới xuất đây. Đấy. Thì bây giờ đường viền nó dài tới đây cho mình. Đây, chúng ta xem lại lần nữa trên Firefox. Chúng ta nên test ở hai ba giao diện đúng không? Ở đây. Đây. Đó, rất là đẹp. Đây. Bây giờ tiếp theo tới phần kế cái bên. Đó, phần này. Đây, hàng hàng mới về thì chúng ta sẽ lấy cái đường viền mỏng cho nó. Đây là có cái tiêu đề chữ đàng hoàng ha. Ở đây cũng là chữ. Đó. Thế thì tôi sẽ lấy chữ này trước luôn. Đó, tôi bắt đầu style ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ style một cái tiêu đề. Xuống đây, tôi sẽ tạo một chèn một image hoặc là tạo một div chứa image này, một div chứa hình, một div chứa text và một div chứa này. Vậy là nếu mà xài div thì chỗ này chúng ta có bốn div. Thì chúng ta sẽ quay về. Bạn có thể xem cái file file mẫu của tôi. File mẫu nó nằm ở đâu? Nó là file test, chúng ta xem luôn. Đây. Tôi đã làm đây ha, chúng ta sẽ thấy ở đây là một cái tiêu đề. Rồi, đây là một cái div plot left chèn hình vô. Ở đây tiếp tục một cái div plot left nữa. Hình thì plot left mình đã có rồi đó. Rồi đây là một, tiếp tục một cái div plot left nữa. Và đây là một div plot left nữa. Thì đó, rất là đơn giản ha. Thì đây tôi làm nhanh là qua bên này. À, mở về source code để chọn vào số 456 của cái tab bên này, ở cái section bên này. Thì chúng ta sẽ bỏ đi. À, thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ tạo cấu trúc trước rồi chúng ta phải cho dữ liệu vào bên trong sau thì nó không có bao giờ bị rối hết á. Giống như chúng ta tạo template trước vậy đó. À, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái insert một cái div. Tôi cho chữ vào đây trước, hàng mới về. Và cái này là tôi được đặt vào trong một cái div class là tiêu đề. À, tiêu đề cho sản phẩm đi. Rồi, tôi đóng lại. Và tôi xuyệt div vào đây. Thì chúng ta sẽ có một cái. Thế giờ cái hàng mới về này nó ra sao chúng ta quan sát kỹ. Tôi bật lại. Đây, xem lại bên này. À, nó có một cái đường viền bên dưới. Chữ có một chữ đen, hai chữ đỏ. Hai chữ đỏ nó có đường viền. Cái đường viền này đã cắt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ về lại đây. Chúng ta style cho chỗ này để chọn vào tiêu đề sản phẩm. Chúng ta xin mới. Xóa phía trước. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ style như sau. Cái chữ này đầu tiên là bạn để cho nó đen thùi. À, tiêu đề cho nó đen nhiều hơn, nhiều hơn chút xíu. Rồi size thì giống với lại body cho nên tôi không có định dạng gì hết. Tiếp theo là tôi cho background là một cái hình đường viền hồi nãy. Đây, đường viền mỏng này. Nhưng mà tôi biểu rằng thứ nhất là không repeat. Thứ hai là nó nằm xuống dưới nha, nằm sát xuống chân. Rồi apply thì chúng ta có một cái như vậy. Rồi mình muốn nó nằm hơi xa xa ra một tí hay gì đó, padding margin gì đấy thì chúng ta có thể thêm một chút. Thì ở trong thiết kế thì bạn thấy rằng nó cách từ cái chữ này xuống đây một chút xíu. Do vậy thì tôi tới đẩy padding top bottom. Padding bottom nó đẩy 5 pixel. Đấy. Thì từ cái chữ tới cái đường viền của tôi sẽ cách ra một chút xíu. Rồi bây giờ tôi ok được rồi. Tiếp theo là tôi sẽ cái chữ hàng mới này tôi sẽ tạo một cái span. Và tôi có cái class là red text. Đấy, tức là chữ nào màu đỏ thì mình sẽ lấy cái này rồi. À, và đây tôi đóng bằng span. Thì red text này đương nhiên là chỉ lấy màu chữ màu đỏ và bold gì đó thôi. Thì đây tôi xin mới cái red text. Màu đỏ, lấy màu đỏ này luôn và hơi bold lên, bold vừa vừa thôi chẳng hạn thì tôi lấy khoảng bold 200. Đây, chúng ta sẽ có cái này. À, nếu mà cảm thấy bold thì không nhiều, không được hữu dụng lắm thì chúng ta có thể chọn bold bình thường. Đó.
Vậy thì chúng ta xóa xong cái tiêu đề. Tiếp theo mình lấy một cái div, và class forLoop mình đã có rồi. ForLoop trong này chúng ta có một lệnh forLoop đúng không? Và ở đây chúng ta sẽ đóng div lại. Một div. Chúng ta sẽ chèn email vào đây. Đây. Lấy cái email mũi tên màu đỏ bên tay trái. Đây. Ok. Đó, chúng ta có một cái. Và tương tự như vậy, mình tạo tiếp một cái div, class là floatlet tiếp. Rồi, nó sẽ chèn cái hình sản phẩm. Đây. Ok. Rồi. Tiếp theo một cái div floatlet nữa. Mình có thể copy thêm cái nữa luôn. Cái này thì nó giống với cái mũi tên này, chỉ khác hướng thôi. Thì tôi sẽ chọn lên cái default thứ ba. Tôi bỏ vào đây. Rồi. Mình sẽ đổi cái hình này vào đây. Đổi sang cái hình mũi tên quay ngược lại. Rồi. Ở trong div này thì bắt đầu mình mới đổ dữ liệu chữ. Cái này chúng ta có cái hình và đám chữ này thì chúng ta sẽ lấy chữ đây. Cái chữ này size chỉ có 12 thôi, tí nữa chúng ta phải style lại. Về lại đây, đầu tiên thì tôi chèn một hình, cái hình tiêu đề phía trên. Rồi tiếp theo là tôi sẽ bỏ chữ vô. Rồi. Vậy thì giờ chữ hiện giờ đang sang 14 rất là lớn, nó mới đẩy cái này xuống, là section này không đủ điều động nó mới đẩy xuống. Tôi sẽ size cái chữ này cho nó ít lại. Ở đây tôi sẽ cho vào một span. Tôi không thích xài một bar rep, tôi dùng một span. Hoặc là tôi xài thẳng vào đây luôn cũng được. Mình đang có div floatlet. Thôi làm riêng đi ha. Tôi lấy một cái span với cái class là tag 12. Thì khi nào cần tag 12 chúng ta sẽ sử dụng cái class này vô. Và tôi xuyệt span ở đây. Đây, tôi sẽ cho 12 vào cho cái tag thiết kế này. Chấm tách phát 12. Tôi sẽ lấy size 12. Rồi, mình apply. Đấy. Nó sẽ tràn ra đây. Tại vì mình phát led nhưng mà mình không có chiều rộng bao nhiêu hết. Cho nên là nó tràn dữ lắm. Để xem bây giờ cái bar rep, cái span này đi. Mình sẽ cho nó có... tôi cho lock lên để ta thấy cái span ha. Lock. Đây. Thì tôi muốn cho nó ngắn lại. Nó nằm trong diện tích bao nhiêu thôi. Ví dụ như ở đây tôi cho nó bạn thấy thể thích coi ở đây bao nhiêu thì chúng ta sẽ sang đây và chúng ta vẽ từ đây đến đây. Đấy, khoảng 180 thì chúng ta sẽ style 180. Apply. Đó, thì nó sẽ ngắn lại. Để xem tí nữa mình kiểm tra cái hình này. Hình này ở đây cái 180 vậy là không đủ cho nó lên đúng không? Vậy là section này mình đẩy cái khoảng cách này hơi nhiều, vẫn không đủ tổng cho ba cái. Do vậy tôi sửa section một chút xíu. Margin left chắc 5 hay 8, 7 pixel thôi. Ít thôi đó. Thì vậy thì nó đủ chỗ cho cả ba. Nó sẽ lên được như thế này. Thì bây giờ tôi muốn từ cái tiêu đề hàng mới về với cái nhóm nội dung bên dưới này nó không nằm dính nhau quá, nằm sát xuống. Thế thì tôi đã có sẵn cho chúng ta những cái div lean rồi. Thì đây tôi muốn sát xuống bao nhiêu thì tôi lấy một cái class với cái lean. Đó, tôi muốn chỗ này là bạn lean xuống, cách xuống là 5 hoặc 10 pixel. 5 đi.
À, tôi tạo một cái díp rỗng với chiều cao 5 pixel. À, thì nó có 5 như vậy. Chưa cái đủ vừa ý mình lắm. Mình cho 10. Rồi đó, thì nó cắt xuống như vậy. À, thì chúng ta sẽ xem thêm đây. Chúng ta vừa mới size xong là hàng như vậy. Thì ở cái khoảng cách cái tiêu đề này nó sát ở trên này quá không đẹp. Tôi muốn nó xuống làm sao cho nó thẳng hàng ở chỗ vậy. Thì do vậy ở đây tôi sẽ cái tiêu đề này tôi sẽ cho thêm xuống một chút xíu. À, tiêu đề sản phẩm. Tôi sẽ cho anh bạn này đẩy margin xuống, margin xuống. Margin top. Tôi xuống hàng 10 pixel trước. Đấy. Thì nó xuống như vậy. À, nhìn nó sẽ tương đối hơn, chúng ta xem. Rồi, nó nằm ngang ngang ở đây. Và tôi cũng muốn đẩy cái batting left cho chữ hàng mới về nằm lui vô một chút xíu, nó nằm sát cái đường viền bên này quá thì nó cũng không hay lắm. Thì do vậy tôi mới thêm vào đây batting left của anh bạn này vô cho tôi 10 pixel luôn. Đó, nó nằm thẳng vào trong cái vùng của nó, nhìn nó đẹp hơn. Được chưa? Đó, chúng ta có hàng mới về ở đây. Đó, nguyên khu vực này. Rồi tiếp theo khu vực này thì rất là dễ rồi. Đây mẫu đâu rồi, tắt bớt đi nha. Mẫu ở bên Firefox. À, là tới cấp giải thưởng và những cái chữ này thì tôi sẽ lấy cái chữ này trước. Thì chỗ đây chúng ta không cần phải viết thiết kế lại nữa, chúng ta dùng cái tiêu đề mới. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển tiêu đề đã viết hồi nãy, chúng ta sang cái section tiếp theo và chúng ta sẽ insert vô deep tiêu đề sản phẩm mà chúng ta đã có đây, tiêu đề sản phẩm và ok rồi đổ đi chữ vào đây. Chúng ta có chữ cấp và giải thưởng đường viền. Bây giờ chữ giải thưởng này màu đỏ thì hồi nãy mình tạo một cái text đỏ rồi, thì bạn quét chọn bản sẵn đây, bạn lấy span red text là cũng được. À, chúng ta không cần phải viết như lúc nãy, tại vì đã mình viết để mình xài, có mình xài, bây giờ có rồi lấy xài thôi dễ rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái div cho phần trên đây. Đó, div cho phần này thì dưới đây là bắc, đây chúng ta quan sát đây là một div này. Đó, và background của nó là cái đường viền này. Đó, và nằm sát bên dưới chân và tôi mới chèn cái này vô. Vậy thì cái div này kích thước bao nhiêu thì mình án chừng đi, kéo về khoảng 250 đi. Và chiều cao, chiều cao mình cho chiều cao cho nó đẹp, còn không nó dính sát vào hơi xấu. Chiều cao 73, 75. Xem ạ, 100 mấy? 200, 250 và 75, 250, 75 ha. Đây. Chúng ta xong tới đây. Một cái div. Tiếp theo mình sẽ tạo một cái div với cái class cho cái giải thưởng đi. Rồi. Thì cái class này không cần dot nét dot size gì cả, chúng ta chỉ có background đường viền và chiều rộng chiều cao. Thì tôi đang có ở đây background một cái đường màu đường viền. Đường viền mình đã cắt lúc đầu. Với đương nhiên là no repeat và nằm xuống chân. Rồi, bốc ở đây tôi sẽ cho 250 và chiều cao là 75. Rồi, tôi ok thì chúng ta sẽ có. Rồi, ở trong đó chúng ta sẽ chèn một cái hình và một nhóm text. Đây, chúng ta có hình cái cup này đây. Đó. Rồi, tag đâu thì bạn sẽ lấy tag ở bên này. Edit copy. Rồi, quan sát luôn. Ở chỗ này có 12 thôi. Nếu cần bạn style cái tag 12 vô. Đây. Cần chuẩn về thì cái này nó lại lặp lại giống như bên cái ở bao hồi nãy, tức là cái này nó chưa có plot lab. Thế thì cái này nó có cái class plot lab cho nó rồi thì bạn cứ việc lấy vô thôi.
mình đang có lắp giải thưởng này đúng không, mình lấy thêm cái lót lép nữa thì chúng ta sẽ gõ thôi là chúng ta có, à không, nói cái này email ha, email lót lép chứ không phải là cái deep này lót lép, thì cái email của mình đây à, và tôi cho class là lót lép đấy, thì chữ nó sẽ nằm bên cạnh thôi. Rồi, thì cái chữ này tôi muốn xuống dòng đẹp đẹp thì tạo một paragraph cho nó đi. Rồi. Nó nằm ở đó. Tiếp theo mình có một div nữa, à, một div nữa để cho nội dung. Thì bạn cứ việc chèn cái div mình vừa mới có vô thôi. Hay là bạn lặp lại ha. Xong một div ở đây. Và div class giải thưởng tiếp theo. Và chúng ta lại tương tự như vậy, chúng ta chèn một cái hình của cái giải thưởng mình đã cắt. Cắt chưa? Đây, à, bằng khen gì đây. Rồi ha, cũng float left vô thì bạn có thể lấy ở đây. À, cái email của mình. À, bạn sẽ lấy float left vào trong cái email này. Đó, thì chữ nó nằm, đổ chữ vô nó sẽ được bên cạnh. Rồi, sang đây, lấy chữ. Rồi, thì mình còn lại là mình đẩy padding cho chữ nó lui xuống thôi. Vậy thì giải thưởng này bạn cho thêm padding vô. Đó, padding top đẩy xuống 10 pixel. Thì nó sẽ dàn xuống như thế này cho mình. Rồi. Rồi tạm thời chúng ta xong đến đây. Rồi phần footer. À, footer. Thì nó là những cái link như thế này. Rồi, chúng ta sẽ copy hết. Và sang bên đây. Chúng ta đây là footer. Thì bây giờ tôi đổ dữ liệu vô để chúng ta quan sát và chúng ta sẽ nói thêm nha. Tạo một ba đây, mình chưa có tạo paragraph gì hết. Thì chữ nó sẽ nằm bên tay trái và chúng ta cứ test nè. Này. Nó nằm bên đây. Mà trong khi đó tôi muốn lúc nào nó cũng được căn giữa hết. Đúng không? Thì vậy thì tôi sẽ tạo một cái class làm sao cho nó căn giữa, thì ở đây tôi lấy một cái div đi. À, với cái class là A center, tức là giống ở align center ha. Rồi. Và đương nhiên là tôi đóng div vào đây. Nếu cần tí nữa mình cho thêm. Bây giờ tôi sẽ giống cái A center này như sau. Ok ha. Tôi sẽ sang box, tôi nói anh bạn này bây giờ nó sẽ nằm trong diện tích 1000 pixel thôi. Chiều cao không cần nói, với điều kiện là tôi muốn đẩy ở bên trên xuống chút đỉnh 10 pixel và hai bên trái phải là auto. Thì nó sẽ là 1000 pixel nằm con của body, à, nằm con của header, footer, mà footer nằm con body, cho nên nếu mà 1380 giao diện của tôi ở đây thì của nó chỉ là 1000 thôi và nó căn giữa. Đồng thời tôi cho text nó cũng căn giữa luôn. Tôi sang block và text align tôi căn center. Đó. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ chạy lúc nào chúng ta cũng thấy nó được căn giữa. Đây. Nó được căn giữa. À, bây giờ tôi sẽ đẩy và padding và tôi cho mấy cái chữ này có link ha. Chúng ta sẽ link như sau. À, quét chọn hàng online ở đây. Mình nên quét dưới này. Link sang trang hàng online đúng không? Đó, thì cứ như vậy chúng ta sẽ link. Cái này hàng hiệu ha. Bây giờ mình về đi, xuyên thì chúng ta gõ. Không xin thì để à. FAQ liên hệ. Đặt hàng. Rồi.
Thì nó đang có như vậy hết đúng không? Bây giờ tụi mình sẽ nói những cái text này, bây giờ nó sẽ phải có cái màu nào đó theo ý mình, thì đặt vào đây A. Rồi bạn style cho nó, thì A này tôi không muốn là A của center mà A footer nhé, thì tôi ghi đây chữ footer. Footer A, tức là trong footer này mình thẻ, xin lỗi, footer này thôi. Ở trong footer mà có A thì tôi sẽ style chữ của tôi màu trắng, không gạch chân. Đó, nó được như thế này. Tôm lấy trắng quá thì nó hơi bớt đi chút xíu như vậy. Xám quá ha. Đây. Rồi. Rồi A hover. Mình lại xin tiếp tục như vậy nữa. Và ghi là footer. Footer. Cách khoảng trắng A 2 chấm hover. Đó, khi tôi cái footer này A khi tôi hover vô tôi cho nó thành một cái màu vàng vàng như thế này. Vậy thôi đủ rồi. Vậy chúng ta sẽ style ở đây. Đây. À, còn lại thì cái A footer này tôi đẩy margin xuống và padding xuống, hoặc là hồi nãy chúng ta đang có center đó. Chúng ta đẩy center xuống. Đâu? Text 12 A center đây. Thì tôi đẩy margin thì không nhầm nhò gì hết, thì tôi đẩy padding. Đẩy 10 hồi nãy nè, không được đúng không? Không thấy nói năng gì hết. Ta đẩy cái này nữa, 10. Đấy, nó đẩy xuống nằm đúng chỗ. Rồi, còn một chút xíu nữa là bản quyền. Thì chúng ta sẽ phát ra rồi nick vô. Chúng ta lấy được cái bản quyền này, chúng ta edit copy. Chúng ta đưa qua. Thì ngay ở trong này, sau khi chúng ta có những cái link này, bật tắt này đi ha. Đây, tới liên hệ xong rồi, A xong rồi, đặt hàng xong ha. Thì tại đây bạn sẽ shift enter xuống dòng, bạn thả cái chữ này ra. Đó. Thì nó sẽ nằm đây. Để bạn muốn nó màu gì? Đó, màu trong này chúng ta đang có một cái màu xem nào. Đó, màu xám xám đúng không? Mà size nó nhỏ thôi. Thế thì bạn làm một cái copyright cho nó. Thì bạn sẽ ghé footer copyright. Cái chữ này đâu rồi? Đây ha, thì bạn tạo một cái span. À, class mà copyright. À, và tôi đóng xuyệt span ở đây. Rồi, tôi style như sau. Tôi đặt chỏ vào copyright chữ Y ha. Rồi. Tôi write cái ở đây. Và copyright này à, tôi muốn gì? Ok, tôi biểu là màu chữ của tôi sậm sậm như thế này và size bé bé cỡ 10, 12 thôi. Tôi apply coi. Đó, đồng ý chưa? Đồng ý rồi thì thôi. Bây giờ tôi muốn cái ký tự ha, nó dài dài, thưa thưa ra, letter spacing. Tôi cho nó khoảng 0,2 em trước đi. Đấy, nó giãn giãn như thế này, nếu mà giãn quá hơn 0,1 em. Đó, thì nó hơi thưa thưa ra một tí. Nếu bạn muốn nó đẩy khoảng cách ở trên xuống một chút xíu nữa, thì chúng ta vào đây, chúng ta đẩy padding nó xuống. Cách xuống cho tôi 5 pixel đi. À, không thấy được thì mình đích lên lock nó cho nó ra thôi. Đây. Nha, thì nó sẽ đẩy đúng cho mình. Rồi, giờ mình chạy thử ra ngoài. Đó, thiết kế mình đã xong rồi đây, bản quyền. Đúng không? Đấy, tiêu đề. Vậy là tôi đã hướng dẫn chúng ta thiết kế xong một cái trang layout từ Photoshop, à, từ Photoshop như thế này và đưa qua được bên Dreamweaver với các cái chức năng, vừa đưa sang được bên HTML với những cái chức năng của nó là menu như thế này. Thì nếu tôi có thời gian nữa thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta một cái loạt bài về sau, là chúng ta sẽ làm cho hai mũi tên này khi click nó sẽ trượt qua một những cái sản phẩm ở trong này. Chỗ này tôi sẽ dùng Jewelry CSS3 để cho nó trượt qua. Còn menu thì chúng ta chịu khó xem một cái video trước đó ha, của đào tạo đồ họa của Trung tâm Tin học Khoa học Tự nhiên. Thì tôi đã hướng dẫn cái menu sub menu con ở đây hai cấp. Chúng ta xem vào đó và chúng ta ứng dụng vào nha. Rồi, chào các bạn.